Tớ bảo này. Hả? Đây có phải bút chì đâu. Rõ đây là cái bút chì chứ còn gì nữa. Đây là cái kẹo bút chì đây. Kẹo thôi, không to được. Ồ, thì ra đây là kẹo à. Trời ơi, thảo nào cứ bốc mấy cái liền cứ to ra đây, chẳng lên tàu gì cả. Kẹo mà. BBTV. À, mình sẽ tô cái cây màu xanh này. Tranh này mà mang đến trường cho cô giáo chắc là được điểm cao lắm đấy. Mình sẽ bóc một cây kẹo bút chì ra ăn. À, đúng hay cây bút chì luôn chứ. Ngon quá. Hằng ơi, Hằng ơi. Tên nào? Tớ có cái này cho Hằng xem này. Cái gì thế? Tên tên. Ồ, bút chì to chưa? Sao mà bút chì to thế này? Đẹp không? Đẹp nữa chứ. Ồ. Ở đây có cả cái tẩy luôn đây này. Mình vẽ sai mình tẩy luôn. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái bút chì nào to như thế này cả. Tất nhiên rồi. Tớ thử vẽ nhá. Vẽ thử đi. Tớ sẽ vẽ con chim. Ồ này, vẽ được luôn. Hoa. Cái bút chì này vẽ thỏa thích luôn. Này nhá. Có cả bút tẩy nữa này. Tất nhiên rồi. Ở đây còn có bao nhiêu hình Hello Kitty đây này. Ờ nhờ. Hello Kitty tớ thích này. Có màu hồng, màu xanh, màu vàng. Rất là nhiều màu cơ mà. Đẹp không? Đẹp quá. Ơ, đây là bút chì màu à? Ôi nhiều thế. Ôi màu hồng đấy. Cũng mở cái màu hồng này ra xem nào. Ơ, bút sợi không lên màu nhở? Màu khác xem nào. Màu. Sao đấy? Tôi thấy cái bút chì màu của bạn sao tôi tơ không ra màu gì cả Hằng ạ. Ý, màu nó cũng không lên luôn. Xem nào. Màu này xem nào, màu xanh này xem nào. Màu xanh tô của lá xem mà. Ơ sao cái bút chì này á? Không nên mà Hằng cũng mua. Có nên màu đâu. Tớ bảo này. Hả? Đây có phải bút chì đâu. Rõ đây là cái bút chì chứ còn gì nữa. Đây là cái kẹo bút chì đây. Kẹo thôi, không to được. Ơ thì ra đây là kẹo à. Trời ơi, thảo nào cứ bốc mấy cái liền cứ bút to ra đây, chẳng lên màu gì cả. Kẹo mà. Tớ chưa kịp mời bạn ăn, bạn cứ bóc lia lịa xong bạn còn to nữa chứ. Tớ có biết đâu, nhưng mà Hằng ơi nhìn này. À, có chú gấu trúc kìa. Gấu trúc này. Đáng yêu thế. Này, ngọt lịnh quá. Hay Hằng cho tớ cái này á. Cho bạn đấy. Tớ xin. Nhưng mà đây là kẹo à? Kẹo mà, bạn thử ăn đi. Thử ăn nhá. Ừ. Ngon thế. Thấy chưa? Thế mà. Giống hết cái bút chì luôn. Nhờ. Ôi cái này á, ai nhìn cũng nghĩ là bút chì màu ấy. Đây này, bút chì đây này. Nhưng nó chỉ là hình vẽ thôi. Nó là kẹo mà. Nhìn này, giống hết bút chì. Này, hay là cho tớ thêm một cái nữa, tớ mang về. Tớ cho em gái của tớ thêm, chắc là em ấy lại tưởng là cái bút ấy. Nhờ. Như thế này ai chả tưởng cái bút nhờ. Thế là tớ thêm cái này nhá. Được rồi, bạn có thích cái kẹo này không? Tất nhiên là thích rồi. Thế à. Chỉ cho tớ chỗ mua cái bút này. Tớ sẽ chỉ cho bạn cái mua cái kẹo này. Chỗ mua cái bút này á? À, nhìn thích quá. Nhưng mà Hằng phải đi sang nhà tớ cơ. Bởi vì là tớ mua cái bút này ở cái cửa hàng tạp hóa gần nhà tớ ấy. Ở cửa hàng tạp hóa có à? Sao tớ chưa bao giờ thấy nhở? Thì bây giờ Hằng đi sang nhà tớ chơi sau tí nữa tớ đưa ra mua cái bút này luôn nha. Được luôn. Có nhiều màu lắm đấy. Cho hết vào đây này, xong mang sang cho em gái bạn nhá. Cho hết luôn á? Cho hết luôn. Thôi, Hằng để lại mà ăn. Thôi, cả cái này nữa này, bạn cầm cho tớ. Chứ Hằng không ăn đâu à? Tớ có đầy à? Thì tớ xin nhá. Thằng mang vào cất đi rồi mình đi sang nhà tớ luôn. Bạn ra cổng đợi tớ nhá. Rồi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.